Tài khoản Techcombank, sinh lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Như vậy là chúng ta đã đến với tiết mục đầu tiên của chung kết. Và bây giờ chúng ta chắc chắn sẽ chờ đón tiết mục thứ hai. Và tôi thì rất mong ngóng, không biết là ở phía bên này các bạn sẽ chọn hit của ai để dành cho phía nhà tinh hoa. Xin mời nhà thiếu nhi ạ. Và để đáp lại tấm lòng của nhà tinh hoa thì nhà thiếu nhi cũng xin gửi đến nhà tinh hoa hai hit của nhà thiếu nhi. Hit đầu tiên là của Binzy với ca khúc Chin. Và hit thứ hai của Bùi Công Nam. Có không giữ mất. Yeah. Vâng, và bây giờ thì Soobin đã đứng lên. Xin thay mặt cho nhà tinh hoa, xin được phép tiếp chiêu các anh với những cái thử thách mà các anh đưa ra. Hai ca khúc mà anh Tiến Đạt vừa mới nêu đó chính là bài Jean và Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Thì nhà tinh hoa xin phép chơi luôn cả hai bài. Sẽ là một sự kết hợp của hai bài. Chắc chắn là mọi người sẽ chưa bao giờ nghe Có Không Giữ Mất Đừng Tìm mà Jean mà kết hợp với nhau bao giờ, đúng không ạ? Chưa bao giờ nghĩ, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay sân khấu của anh trai Vượt Ngàn Chông Gai, nhà tinh hoa sẽ thể hiện cho mọi người xem. Và bây giờ trên sân khấu sẽ là nhà tinh hoa. Những thành viên nào sẽ lên sân khấu vào lúc này ạ? Vâng ạ, nhà tinh hoa xin phép được mời tất cả những anh tài tham gia ca khúc Jean và Có Không Giữ Mất Đình Tìm, đó chính là đội trưởng Cường Seven, Thái tử BB Trần, Hoàng tử SC, con cưng Chu Phong, giọng ca thánh thất Băng Kia. Và người cuối cùng, Phú Ông Tự Lạc. Chúng ta vỗ tay thật lớn để chào đón nhà tinh hoa lên sân khấu ngay lúc này. Đúng. Có giữ mất đồng tiền bên kia chắc cũng khủng căng á. À, sao bạn? Wow. Chúc mừng nhà bạn nha. Ok. Ủa không thấy được không? Được, cố gắng á. Ý là cái bài này á, cái đề bài là nó tưởng là dễ nha, nhưng mà lại là khó. Nó hạn chế về chủ đề. Đúng. Với lại cái này á, người ta làm quá nhiều rồi, bóng bóng bang bang là nó cứ dân gian. Nhưng mà em có thấy là nhóm là bài này hoàn toàn như là viết lại mới luôn á. Thì em mới nói là khó. Một cái chorus chorus là bóng bóng bang bang, kiểu tưởng là dễ nhưng mà là khó. Anh em mình uống trà bút nâu chi 365 ngon đỉnh cao. Để chút nữa lên sân khấu diễn đỉnh cao. Yo. Bất ngờ em nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu em đam say. Và thế rồi em mất tâm hơi, sát tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay em nhắn cho tôi, rồi nói em đã mong thương nhớ tôi. Thích quái nào em không để tôi yên, trái tim tôi nào phải không viên. Thật ra tôi nghe nói xa xăm, để ai em sống không vui, để em mới quay về thăm. Trời ơi thương em quá em ơi, tôi mong em mãi cô đơn và sống được trọn trăm năm. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn, nhiều ngày trôi đã mong đôi. Là thế nhưng người có đâu hay, người mất nhiều lại là em chẳng phải tôi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau, tôi cũng buồn ở trái tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồ đêm thâu trông ngóng câu thơ vỡ tan trăm dòng thương nhau trớn vì đau lòng năm ấy tâm đau chờ ngày giao môi từ tư hoen màu rượu ngọt đắng môi giữa ai tên trâu rừng đờ duyên đôi nay em ngâu sầu lại nhớ đến tôi em đi luôn em kêu làm sao ví vọng tình ta mất phục tình đã em đi luôn em chẳng thương mình tôi thích ta không dám lứa đôi tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn nhiều ngày trôi nằm ôm gối chẳng phải tôi tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau tôi cũng buồn ở trái tim thế nhưng người hãy nhớ dùng có không giữ thì mất đừng tìm là xin chúc mừng màn biểu diễn rất rực rỡ sắc màu của nhà Tinh Hoa. Không biết là khán giả có thấy tiết mục này rực rỡ không ạ? Tôi thì ngồi dưới kia thấy không những rực rỡ mà còn rất là sôi động. Tất cả anh em ở dưới kia, kể cả nhà đối thủ cũng đứng lên để nhảy theo. Và bây giờ chắc là tôi sẽ muốn được nghe ý tưởng dàn dựng các bạn. Với ý tưởng lần này thì thực ra là khi mà Chun nhận được bài của anh Vịnh, anh Slim thì đã có những cái tiếng đàn nguyệt rất là hay và mọi người nghĩ ngay đến là tại sao mình không làm một cái mùa lễ hội thôi. Ngày hôm nay cũng là chung kết rồi. Tất cả mọi người muốn cái tiết mục này sẽ là một cái tiết mục thật là bùng nổ, thật là màu sắc và thật là lễ hội. Nên tất cả chúng tôi đều đem hết tất cả những cái gì mà ba miền lên đây luôn. Và như mọi người thấy có hai con nghê múa dân gian của Việt Nam. Nhóm mình cũng đã nhắn tin ra tới Hà Nội để mà xin phép họ được trình diễn hai con nghê này. Và họ rất là vui mừng được ship vào đây để cho các anh em sẵn đây luôn cảm ơn rất nhiều. Các bạn thấy sao ạ? Anh Tự Long ơi, cho em hỏi là bộ trang phục của tất cả mọi người là do ai thiết kế? Mọi người có đóng góp ý tưởng vào đấy không? Khi vào với cuộc chơi này thì tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thì đến bây giờ tôi đã cảm nhận được không chỉ là những anh tài mà ở đó còn là những nhà sáng tạo ở không chỉ một bộ môn nghệ thuật. Ở âm nhạc, múa, nhảy, múa đương đại, nhảy dân tộc và cả thời trang nữa. Hạnh phúc lắm khi mà mình được mở mang tầm hiểu biết của mình, được sống trong một cái không gian sáng tạo, tức là mọi người sáng tạo không ngừng nghỉ. Và đây là một trong những cái sự sáng tạo mà nhà tôi là nhà Tinh Hoa. Nhưng phải nói một câu là nó là Tinh Hoa hội tụ. Jun là người mà có thể nói là một trong những kỹ sư thiết kế thời trang chuẩn nhất mọi thời đại. Bài này thì mọi người có để ở đây có rất là nhiều người ST là làm chính ở nhóm này. Bên cạnh đấy thì Jun với Cường à, là bổ trợ. Nhưng mà tôi nghĩ là về phục trang thì Jun với ST là những người rất là tỉ mỉ, đã cho chúng tôi những cái bộ quần áo mà nó thật sự là hội tụ cả ba miền Bắc Trung Nam. Vâng, nó bùng nổ ở sân khấu này. Anh cảm ơn Jun. Dạ, một em đúng là sư phụ. Trời ơi. Đúng rồi. Dạ, thật ra một mình em sẽ không làm được đâu. Không có bạn Khang, bạn Đạt và Phương cũng như Huyền ngày hôm nay đã giúp cho nhóm mình thật là rực rỡ. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Rất là nhiều. Đó là lời tâm sự của nhà Tinh Hoa. Còn lúc này chúng ta sẽ xem nhà thiếu nhi có lo lắng hay không. Dạ, thật ra thì em thấy cái tiết mục này rất là hay luôn anh. Và một lời khen dành cho Jun, em làm rất là tốt.
khi mà xem cái tiết mục này bị cuốn mà mình cảm giác là sao hết nhanh dữ vậy? Thật sự cuốn quá. Và cưng nhất là hai ông anh của em là anh Tự Long và anh Bằng Kiều. Dễ thương quá trời. Dạ vậy thôi ạ. Em nói đi xong để anh chia sẻ. Em không nghĩ là Tinh Hoa lại có cái màu sắc của nhà thiếu nhi à. Tôi với Tự Long thì nhảy hip hop chưa bao giờ, cho nên là hai anh em phải tập một cái đoạn đấy mà đau hết cả người. Tôi cũng phải xin lỗi Cường nhá. Trước khi ra sân khấu, Cường Seven nó bắt hai anh em phải làm 8 lần ở trong kia. Mồ hôi một kê mướt. Hôm nay mọi người thấy hai anh lớn của chúng ta nhảy đẹp không ạ? Bạn xong rồi, bạn mới thuộc đúng không? Bây giờ diễn xong rồi bạn thuộc chưa? Thuộc rồi bạn ạ. Vâng. Và cảm ơn thầy Cường. Bây giờ tôi với bạn xem bạn đã thuộc chưa. Trước khi mà để hai thầy làm ấy, mình sẽ đếm nhịp cho mọi người nhá. Anh sẽ quay lưng lại với cả mọi người. Mọi người chỉ cần là 1, 2, 3, 4 và xong đấy mọi người làm là phải, trái thôi. Chậm thôi nhá, chậm thôi. Ok chưa? Nhá, lại này, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, phải, trái, 1, 2, 3, 4, phải, trái, ok. Rất là hy vọng là bài này là Tết năm nay là ai cũng nhảy được. 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, ê, 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 2, 2, 3, 1, ê, tiếp, 1, 2, 3, 1, ê, 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 1, 2, 3, 1, 5, 6, 7, 8, quá tuyệt vời. Tôi thích nhất là phần anh Tự Long nhảy đấy. Tôi thích kiểu nhảy của anh Tự Long hơn là điệu nhảy của Cường Seven. Còn bây giờ tôi sẽ mời nhà Tinh Hoa quay trở về kia. Why Could Be by Fire, Jury đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai 20:30 trên YouTube Giao Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Tài Thực Thách, Jury đồng hành Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai 2024, nơi các anh tài cùng chia sẻ thật về những thử thách thật tại chương trình. 20 giờ thứ hai cách tuần từ ngày 8/7/2024 trên YouTube Year One Entertainment. Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Year One thứ bảy hàng tuần.